Hiện tại thì tôi đang có mặt tại Quan Lạn, một hòn đảo xinh đẹp của Vân Đồn, Quảng Ninh. Và Xá Sùng thì được coi là vàng ròng ở trên mảnh đất này. Nếu đến với Quan Lạn, nếu mà không tìm hiểu về Xá Sùng thì quả là một sự thiếu sót. Bởi đây không chỉ được coi là một đặc sản mà nghề đào Xá Sùng cũng là một nghề đặc sản. Bởi nghề này thì là nghề mẹ truyền con nối. Và chỉ có những người phụ nữ ở tại hòn đảo này thì mới tham gia đi khai thác và đào Xá Sùng. Vậy những người đàn ông còn lại trên hòn đảo xinh đẹp này thì họ làm những công việc gì? Và tại sao mà thiên nhiên lại ban tặng cho mảnh đất xinh đẹp này một thứ đặc sản quý giá đến như vậy? Hãy cùng với hành trình cuộc sống nhà nông ngày hôm nay tìm hiểu. Tôi tin là quý vị và các bạn sẽ có câu trả lời thú vị. Quan Lạn, hòn đảo hoang sơ nằm trong vịnh Bái Tử Long, thuộc địa phận huyện đảo Vân Đồn, Quảng Ninh. Tứ bề đều là biển, nơi đây quanh năm chủ yếu sống dựa vào nghề đánh bắt Xá Sùng. Đặt chân đến Quan Lạn tìm hiểu về Xá Sùng, tôi được người dân chỉ dẫn tìm đến nhà chị Hoàng Thị Xuân Điểm, hội trưởng hội kinh doanh và sản xuất Xá Sùng. Chị Điểm ơi, chị có nhà không ạ? Chị có em ạ, chị chào em. À, chị là chị Điểm mà. Đúng rồi em ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Em chào chị ạ. Ừ, chào em. Chị ơi, em ở chương trình Cuộc Sống Nhà Nông ạ. Và ngày hôm nay thì em muốn là về với hòn đảo Quan Lạn của mình để tìm hiểu về con Xá Sùng. Bây giờ thì dẫn em đi đảo thì không được em ạ. Bây giờ nó theo vào con nước ấy. Thì nếu em muốn đi ra tận ngoài bãi xem các chị đào Xá Sùng và khai thác Xá Sùng và xem cái màu sắc con Xá Sùng tươi ra sao ấy, thì phải chờ đến buổi sáng mai, dậy thật sớm tầm 4 giờ. Thế bây giờ là mới có 5 giờ chiều ạ, là không được, không đào được Xá Sùng đúng không ạ? Đúng rồi, thế thì bây giờ thì em ở đây giúp chị thao những cái con Xá Sùng khô, nhặt những con Xá Sùng khô này. Xong ngày mai chị giúp em đi ra ngoài bãi biển. Dạ vâng ạ. Vâng. Đúng rồi. Vâng. Công việc này nó cũng rất là vất vả, nhưng nó cũng là cái việc thường xuyên của các chị nơi đây. Nhưng mà ngày mai nếu như đi đào Xá Sùng ngoài biển nó còn mệt hơn, nhưng mà mình thấy nó cũng thú vị em ạ. Bởi vì nó mình ra ngoài được có thoải mái. Chị em mà đi đào Xá Sùng gần nhau, trò chuyện với nhau rồi thấy nó thoải mái hơn. Vâng. Một ngày mới bắt đầu ở Quan Lạn vào lúc 4 giờ sáng và đây cũng là thời điểm mà những người phụ nữ ở Quan Lạn sẽ đi đào Xá Sùng. Và ngày hôm nay thì chị Điển sẽ dẫn tôi đi để tìm hiểu về công việc này. Và cũng giống như những người phụ nữ đi đào Xá Sùng ở Quan Lạn thì tôi cũng có một dụng cụ, đó là một chiếc mai để đào và một chiếc rổ. Chị Điểm ơi, tại sao lại phải cần có một chiếc to và một chiếc nhỏ như thế này ạ? Cái chiếc to này là mình để cho xuống đất mình đỡ em ạ. Còn cái chiếc giá này mình để mình đựng con Xá Sùng vào đây em ạ. Vâng. Cháu chào bà, em chào chị ạ. Bà cũng đi đào Xá Sùng à bà? Tôi đi đào Xá Sùng. À, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 76 rồi. Ừ, thế mà bà vẫn đi đào à? Chị có khu này là khu rừng tự nhiên đấy em ạ. Nó những tương tự như kiểu rừng ngập mặn. Để đi đến bãi đào Xá Sùng, chúng tôi phải đi bộ qua những khu rừng ngập mặn, chạy dài hơn 1 km. Đến nơi rồi đúng không chị? Ừ, đúng rồi anh Kiên em ơi. Chị em đã bắt đầu đi đào Xá Sùng rồi đúng không ạ? À, ngày hôm nay thì theo chị dự đoán thì con nước sẽ như thế nào để mà mình có thể đào được Xá Sùng ạ? Con nước hôm nay theo như chị nghĩ là như thường khi thì khoảng tầm 8-9 giờ là nước lên. Cho nên giờ này là nhân dân đang tập trung vào để đi ra để đào làm sao để kịp con nước. Khoảng tầm 8 giờ là bắt đầu là mình rút lùi theo con nước ấy. Nghĩa là cái nước lên đâu thì mình giật lùi đào, giật lùi đến đấy em ạ. Đây nhá, đây nó có bông hoa mờ mờ không? Xong nó có cái lỗ ở giữa này. Đấy, đấy. Đấy, nó là tổ đó đấy, đấy, đấy. Chị đào thử nhá. Tổ này không được hả? Tổ này không được hả em?
chị đào, tổ đào được ấy, chị biết ngay vì chị đào xuống là nó sụt quá. Nó sụt, nó không rắn đất ở bên dưới. À, gần nội nước không? Đây, tổ sa sùng của nó em này. Cái bông hoa của nó ăn hoa như thế này, cái lỗ nó ở giữa em nhìn thấy không? Đây đúng không ạ? Ừ, đấy, đúng rồi. Trong cái bán kính đây đúng không ạ? Đúng rồi. Đây là hình hoa đây đúng không ạ? Hình hoa, cái lỗ của nó này. Và lỗ con sa sùng như này. À, lần này thì liệu chúng ta có bắt được nó không nhỉ? Cũng chưa biết đâu. Còn tùy theo khả năng của nó ở sâu hay ở trong. Chưa được. Không dễ kiếm đâu nhé em nhá. Nhưng mà xuống nội nước này thì đào dễ hơn em ạ. Ở đây nhà chị gọi là bãi động chứ không là nó cũng là bãi chính. À đây là bãi chính đúng không ạ? Vâng, và sau đi bộ khoảng 3 km trên một cái bãi đào xá sùng rất là dài thì tôi và chị Điểm đã đến bãi chính. Và trước mặt ở đây thì cũng đã rất nhiều có những chị các bác đã bắt đầu đi đào xá sùng rồi ạ. Một không khí làm việc của một ngày mới rất là nhộn nhịp. Có được không chị? Nhìn thấy tổ rồi nhưng mà vẫn chưa bắt được xá sùng. Vậy công việc này có vẻ là cũng không đơn giản đúng không chị? Đúng rồi em ạ. Nó còn tùy thuộc vào thời tiết hoặc là hôm dễ đào hay khó đào nữa em ạ. Vâng. Có những hôm thời tiết rất đẹp ấy. Vâng. Đào tổ đào gần như được tổ đấy. Vâng. Ít tổ không được thôi. Nhưng mà có những hôm khó đào thì cũng gần chục tổ không được con. Vâng. Nhưng hôm nay là một hôm khó đào đúng không chị? Hôm nay thì cũng hơi khó đào vì buổi sáng rồi đêm hơi xe lạnh em. Đấy. Đây. Cuối cùng thì cũng đã được một con xá sùng ạ. Ui nó nhúc nhích này chị ơi. Vâng. Chị ơi đây là con như này là con to hay con nhỏ ạ? Con này là con vừa đấy em ạ. Cầm nó có nhũn nhũn chị ạ. Không sợ đâu, không sợ đâu. Lần đầu em cầm em chưa quen ạ. Chị ơi nó động đậy này, nó nhúc nhích này này. Ui. Bởi vì đây. Nó đang ở dưới đất không, xong rồi cầm lên trên không. Cái phản xạ của nó không có đất nữa ấy. Xong rồi nó cứ ngoái ngoái như thế này, nhưng một lúc là sợ nó sẽ yên. Ừ, nó như con run ạ. Ừ. Sự thật là em cầm em thấy hơi sợ sợ ạ. Nhưng không sợ, mới đầu thì nhìn như thế. Vâng. Nhưng mà các chị ở đây quen rồi, sờ nó bình thường. Vâng. Em cầm như này liệu nó có chết không? Không, nó không chết được. Nó không chết mà nó cũng chẳng cắn. Nó sống được bao nhiêu lâu ạ? Con này nó sống mình mang về nhà mình cứ để từ đến chiều thoải mái. Vâng. Và sau khoảng 30 phút đi vòng quanh bãi thì tôi và chị Điểm mới có thể bắt được một con xá sùng như thế này ạ. Và bây giờ em đang cảm thấy rất là hào hứng khi mà mình đã bắt được một con đầu tiên rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục thử vận may ạ. Vâng, bỏ vào giỏ ạ. Xá sùng hay còn gọi là con mồi hoặc sái sùng, sa trùng, tức là con trùng trong cát, có hình dạng giống như con giun biển. Cát càng sạch thì xá sùng càng ngon, màu càng sáng. Xá sùng sống ở những bãi cát ở mép nước, được tạo nên theo mỗi lần lên xuống của thủy triều. Xá sùng phụ thuộc nhiều vào con nước và thời tiết. Nước lên cao hay trời càng lạnh, xá sùng sẽ càng vùi mình sâu vào trong đất. Sau khi đào được con xá sùng đầu tiên, chỉ khoảng 30 phút sau, chị Điểm đã đào được thêm rất nhiều xá sùng. Thời gian là hơn một tiếng đồng hồ quan sát chị Điểm làm rồi bây giờ em cũng muốn là tự mình có thể đào được một con xá sùng ạ. Để em sẽ tự tìm tổ nhá. Em thấy đây nó giống một cái tổ này có đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Để em nhá. Ừ đấy, em đào em cho cái nha rồi đây. Ôi, rất là khó ạ. Em đào như thế đã đúng chưa ạ? Đào cũng được rồi nhưng mà em đào sâu hơn một chút nữa như chị phải đào bã như này em được. Đây ạ, em sẽ tập lại bên cạnh ạ, chị nhìn ạ. Đây như thế này ạ. Phải như thế đúng không ạ? Đây lại được một con nữa rồi ạ. Vâng, mới có chỉ đi được đào khoảng 30 phút thôi thì chị Điểm đã đào được như chỗ này cũng phải được một lạng chứ chị? Được hơn lạng rồi em. Hơn một lạng rồi ạ. Chỗ này là bán được bao nhiêu tiền rồi chị? Chỗ này là được 30 mấy 40. Vâng, chị Điểm thì đã đào được hơn một lạng rồi và tôi vẫn chưa đào được một con nào. Trên mặt cát, những người phụ nữ đào xá sùng nhiều năm kinh nghiệm sẽ nhanh chóng nhìn ra những hoa run. Đó là những vẩn cát khi xá sùng làm hang tạo ra. Khi phát hiện, người đào cần đạp mai xuống, chặn đường lui của xá sùng, bửa vạt cát lên để thu hoạch. Để đào được thứ vàng ròng này, đòi hỏi người phụ nữ phải nhanh tay, nhanh mắt và phải có kinh nghiệm. Xá sùng là loại thân mềm, nhưng chúng lẩn rất nhanh trong cát mỗi khi tổ bị động.
Nhiều người mới vào nghề, cả ngày dù đào hàng trăm nhát, hàng trăm tổ cũng không đào được nổi một lạng. Liệu đã qua gần một buổi sáng, với sự hỗ trợ nhiệt tình của chị Điểm, tôi có tự tay đào được xá sùng hay không? Đối với người mới học nghề như tôi, việc tìm hoa giun vẫn là khái niệm và là bài học đầu tiên cần nắm bắt. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng tôi cũng đã biết nhận diện ổ xá sùng. Tổ đây chị ơi! Wow, chị ơi, em đào được một con xá sùng rồi! Ôi, cuối cùng sau một tiếng đồng hồ ạ, em cũng đào được một con xá sùng và mất rất là nhiều công sức rồi mới đào được một con như thế này. À, chị thấy em hôm nay đào như thế là có quá chậm không ạ? Ôi, em đào như thế là giỏi đấy. Lần đầu chị đi bắt con xá sùng người, chị đào cả ngày, chị được có 3-4 con như thế này. Vâng, sau một tiếng đồng hồ và phải đến gần 100 nhát dậm xuống, kéo đất lên và dậm mai xuống em mới có thể đào được một con xá sùng như thế này. Thì cũng được biết được là các chị thì đi đào xá sùng thì vất vả như thế nào. Vất vả lắm em ạ. Bây giờ thì mặt trời đã bắt đầu lên ở trên biển Quan Lạn và ngay đằng sau tôi đây là cái địa điểm gần với con nước lên nhất và nước cũng đã bắt đầu lên và đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua và ở trên bãi đất bồi này đã rất nhiều những dấu vết mà các chị em phụ nữ đã đào xá sùng. Và cái công việc này thì thực sự là một cái công việc rất là nặng nhọc, bởi vì là không chỉ đi từ sáng sớm mà khi mà mặt trời bắt đầu chiếu xuống thì cũng là thời điểm mà nắng gắt rất là chói chang, nhưng mà các chị em thì vẫn phải tiếp tục đào xá sùng. Và theo như những người chị em phụ nữ ở đây chia sẻ thì mỗi một người phụ nữ một buổi sáng như thế này thì phải cầm cái mai như thế này và đào đến hàng trăm nhát mai cũng như là những nhát dậm chân thì mới có cơ hội mong muốn là đào được khoảng 1 đến 2 cân xá sùng. Sau hơn một tiếng đồng hồ nữa với rất nhiều những cái nhát đào mai như thế này và tôi cũng không thể đếm được là tôi đã đào bao nhiêu cái hố như thế này thì tôi mới tiếp tục kiếm được con xá sùng thứ hai. Và bây giờ cũng không biết là chị Điểm ở đâu, tôi phải tìm chị Điểm để khoe rằng là tôi đã tìm được thêm một con xá sùng nữa. Chị Điểm ơi, chị đi xa thế, em đi mãi mới tìm được chị, em đào tít ở dưới kia kìa. À thế à? Em đào thêm được một con nữa đây này. Ôi trời ơi, giỏi nha. Chị ơi, một ngày bình thường như chị đào như thế này thì trung bình một ngày chị đào được mấy cân ạ? Chị và cứ nước nó mà cạn khoảng tầm từ 3 đến 4-5 tiếng ấy thì mình cũng có thể được tầm đôi cân. Cứ một cân là 250 một cân. Trung bình mỗi ngày là mình thu nhập khoảng là từ được 200 đến 600 nghìn đúng không ạ? Được. Có người thì nói là một cái mai này nuôi cả nhà có đúng không ạ? Đúng ấy em ạ. Vì các chị sống ở cái đất này ấy thì chủ yếu là phụ nữ là chỉ sử dụng bằng cái con mai này mà có thể là nuôi con ăn học đại học rồi thì xây nhà xây cửa rồi thì nuôi sống cả gia đình luôn đấy em. Và đến nhà ai cũng có cái con thuộc này để sẵn trong nhà. Người ta nói là cha truyền con nối nhưng mà ở đây lại có nghề là mẹ truyền con nối, có đúng không ạ? À đúng rồi em ạ. Mẹ đi đào xá sùng sau lại truyền lại cho nữ giới, cho con là nữ giới. Thế là người ta gọi là mẹ truyền con nối. Vâng, ở ngoài cái bãi này thì còn một bãi đào nào khác nữa không ạ? Nhà chị còn 2 bãi nữa, nếu có thời gian chị dẫn em đi hết cả 3 cái bãi. Bây giờ chị em mình đi luôn ạ. Thế vâng. Chị dắt em đi nhé. Vâng. Quan Lạn có nhiều bãi đào xá sùng, nhưng tập trung đông người đào nhất là 3 bãi. Bãi trước, bãi sau và bãi động. Bãi chị Điểm vừa dẫn tôi đi đào là bãi trước, nơi có đông người đào nhất và cũng là bãi dễ đào xá sùng nhất. Khu bãi tôi chuẩn bị đến, liệu có gì đặc biệt? Xa là do tất cả những cái đối tượng người ta soi xá sùng trái phép đấy ạ. Đó, xá sùng trái phép. Cho nên là nó mới có một cái hố to theo cái diện rộng như thế này. Phá hết rồi lấy đâu mà truyền.
ở bên này con sáo sùng nó to hơn, nó dày hơn em mẹ, nó ngon hơn. Ví dụ bên trước kia thì 10 cân đấy thì được 1 cân khô, như đằng bên này chỉ có 8 cân 9 cân thôi thì được 1 cân khô. Vâng, nhưng tại sao vậy thì ở đây là ít người đào hơn ạ? Như em thấy nhá, ở kia mình đào đông nghịt, ở đây chỉ có khoảng mấy chục người. Tại vì là cái bãi này con sáo sùng nó ở sâu hơn cái bãi trước em ạ. Đòi hỏi cái người đào phải thật là giỏi mới đi được bãi này đào được. Vâng, tức là ngày hôm nay đến đây là mình sẽ gặp được những cái thợ mà đào sá sùng cừ khôi của Quan Lạn đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Sá sùng ở đây bắt được con nào cũng to, thân dày, tuy nhiên rất khó để đào được. Là một thợ giỏi nhưng năng suất đào sá sùng của chị Điểm đã bị giảm khi chuyển sang bãi đào này. Tôi và chị Điểm quyết định lội qua đoạn nước trũng để đến cuối bãi, nơi có một vài phụ nữ đang đào sá sùng. Ở đây tôi mới thấy rõ hơn sự vất vả của những người phụ nữ đi đào sá sùng, bởi sự nặng nhọc không phải là tất cả khó khăn mà họ đang phải đối mặt. Có buồn. Tại cuối bãi là nơi tập trung nhiều thợ trẻ đang đào sá sùng. Chị Duyên, một thợ trẻ ở Quan Lạn, chọn bãi này là nơi đào sá sùng từ ngày mới vào nghề. Chị Duyên ơi, năm nay chị mới có 33 tuổi thôi mà chị đã làm cái nghề này bao nhiêu lâu rồi ạ? Là mười mấy năm rồi ạ? 15, 17 tuổi đã đi. 15 tuổi đã đi rồi ạ? Nghề ở đây nó truyền thống, sinh ra lớn lên đây nó nghề là nghề truyền thống rồi. À, sau này thì chị có định là sẽ chuyển lại cho con gái mình không ạ? Cũng định chuyển đấy mà con gái bây giờ người ta nó xoay hết rồi, vậy nó phá hết rồi, lấy đâu mà chuyển. Mình đào còn khó đây. Điều gì đang khiến cho chị Duyên lo lắng sẽ mất đi nghề mẹ truyền con núi này? Như em nhìn cái nốt vết như thế này này. Hố này rất là to đấy ạ. Đúng rồi, hố to. Là do tất cả những cái đối tượng người ta soi sáo sùng trái phép em ạ. Đấy, sáo sùng trái phép. Cho nên là nó mới có một cái hố to theo cái diện rộng như thế này. Nó sẽ quay là làm cho cái hố này quay nó sâu xuống dưới. Đây em nhìn từ đây sang đây cũng phải đến 80 phân hoặc 1 mét cũng có đúng không? Đào phải đến 1 mét đấy, diện tích phải 1 mét. Diện tích rộng là khoảng 1 mét. Và sâu xuống thì cũng phải, nếu như bây giờ nó như thế này thì chị cho mai chúng nó sụp lại đấy. Phơi nắng, phơi nước như thế này thì nó sẽ bị chết mất cái giống của nó. Của nó thì nó sẽ không sinh tồn đến những cái con mới nữa. Người ta thường là đi vào những cái thời điểm mà ít có người ra bãi và khó phát hiện, chính quyền, cán bộ chính quyền địa phương là khó phát hiện. Có nghĩa là ở quê chị là phải chờ nước cạn ráo bãi xong mới đi đào mồi, thì họ tranh thủ họ đi vào cái lúc mà mới bắt đầu là cạn nước, chưa ráo bãi. Như cái con thuồng chị đi đào bình thường như thế này, nó chỉ chiều dài của nó chỉ đến 22 phân và chiều rộng của nó chỉ có 8 phân thôi. Nhưng mà cái con thuồng của con, nó dùng bằng con xẻng ấy, con xẻng xúc đất ấy, đánh vữa đấy, đánh xúc vữa đấy. Phải to như nó này. Nó to, cái bản của nó phải bằng đánh 25, 30 phân. Tức là phải gấp 3 lần cái này. Đúng, gấp 3 lần, phải gấp 3, 4 lần như thế này, để nó xúc đất nó nhanh hơn. Rồi họ đào như thế này là phải mấy chục nhát em. Xã Quan Lạn có từ 500 đến 600 ngư dân thường xuyên khai thác sá sùng. Do giá trị cao, mỗi kg sá sùng tươi có giá từ 200 đến 300 nghìn đồng. Thời gian qua tại Quan Lạn xuất hiện phương pháp khai thác sá sùng mới, người dân địa phương gọi là soi mồi. Phương pháp khai thác này tuy là làm thủ công bằng sức người, nhưng cách thức khai thác đào thành rãnh liên tục, trải dài, sâu đang làm biến đổi bãi chiều. Sản lượng khai thác bằng phương pháp soi mồi cao hơn nhiều so với phương pháp khai thác truyền thống của ngư dân địa phương. Khai thác bằng phương pháp soi mồi, trung bình mỗi ngày, mỗi người thu được từ 4 tới 5 kg sá sùng. Có thời điểm, khai thác được từ 7 đến 8 kg một ngày. Thu nhập vào khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng một ngày. Nhưng cùng với đó là sự giảm sút của những người khai thác truyền thống. Xoài tan thấy khu bãi này, khoai nhục khu bãi này nằm ngoái nè. Họ nật thấy nên chúng tôi hơn một năm trời. Nó xoài máy hết rồi. 2 năm này, chỉ đi được nửa cân mới lại. Đây như mấy ngày hôm nay hiện tại cứ đào một nẹo với một nẹo rưỡi thôi. Cuối tháng 6 vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Ninh cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân huyện Vân Đồn, Ủy ban Nhân dân xã Quan Lạn vào cuộc giải quyết sự việc này. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng xử lý,
những ngư dân khai thác theo kiểu truyền thống đã tự ý thức để giữ lấy nguồn tài nguyên, nuôi sống gia đình họ. Cô vừa đào được cái con nhỏ như thế này thì tại sao cô lại thả đi ạ? Ê, thả đi nó lớn. Vâng. Nó thành con to như người mới đào. Đối với đào được những con nhỏ là các chị thả xuống để cho nó luôn nó sống, sau này nó sẽ sinh tồn thành những cái con như lớn như này các chị mới khai thác. Con to như vậy. Với giá trị ngày càng cao như hiện nay, nghề khai thác xá sùng đã đem lại nguồn thu nhập chính cho nhiều hộ ngư dân. Trung bình mỗi ngày, mỗi phụ nữ đi đào xá sùng có thu nhập từ 200 đến 400 nghìn đồng. Sau khi khai thác xong, họ bán cho những người chuyên đi thu mua tại biển. Cũng tại bãi đào xá sùng này, tôi gặp được cô Hồng, một người đào xá sùng cừ khôi. Chào cô Hồng. Vâng, hôm nay cô Hồng đào được nhiều chưa ạ? Cô đã bán được 2 lần rồi. 2 lần rồi? Mà bán 2 lần rồi mà vẫn còn bằng này. Ôi, cả ngày nay cháu đi đào chỉ được 2 con thôi. Theo cô Hồng thì kinh nghiệm như nào thì cô có thể toàn đào được những con xá sùng to như thế này? Thấy tổ thì xa, ta đi thấy, trước khi thấy tổ thì ta đào thật là nhái quá. Chậm thì nó nhái không đào được, nó ở sâu. Tức là mình phát hiện tổ một cái là mình phải đào luôn, đào thật là nhanh đúng không? Kìa, đấy à, tổ mổ á. Thế cô đào cho cháu xem ạ, để mình xem có được xá sùng không? Đây rồi. Ồ, vâng ạ, quả đúng như thế ạ. Vừa đứng nói chuyện với cháu mà cô đã có thể là vừa nhìn thấy một tổ con xá sùng rồi. Và ngay lập tức thì cô đã đào được một con xá sùng rất là to như thế này. Cháu đi với các chị các cô thì nhiều người thì bán xá sùng ở ngay tại... bãi, cô thì có bán tại bãi không ạ? Có, tại bãi rồi, xong rồi mang về nhà bán cũng được. À, thế mang về nhà bán ạ? À? Có tìm hiểu, đi theo cô. Có ạ, à, cháu muốn tìm hiểu ạ. Đi theo cô về nhà bán. Cô Hồng đang dẫn tôi đến nhà cô Thương, một trong những cơ sở mà thu mua xá sùng lớn nhất ở xã. Cô Thương ơi, cô có mua xá sùng không ạ? Có. Cháu có 2 con, cô có mua không? Có, 2 con thì chắc khác gì. 2 con cũng mua ạ? Ừ, 2 con. Cô Hồng đây là được mấy cân đấy ạ? Mấy lạng đấy ạ? 4 lạng. 4 lạng cô Hồng ạ. Tại Quan Lạn, có khoảng 20 gia đình thu mua và bán xá sùng như nhà chị Thương. Giá mỗi cân xá sùng là vào khoảng từ 260 tới 300 nghìn đồng, tùy theo loại nhỏ, to khác nhau. Nếu xá sùng được phơi và sấy khô, sẽ có giá trị cao hơn. Sau khi thu mua, xá sùng được rửa sạch cát, đem trần nước sôi, rồi đem sấy bằng bếp than. Sấy bằng bếp than tổ ong thì xá sùng khô nhanh và cho mẫu mã đẹp nhất. Thời gian sấy chỉ chừng 2 giờ đồng hồ. Xá sùng sau khi sấy khô là có người đến thu mua ngay, với giá từ 3,5 đến 4,5 triệu đồng 1 kg, trừ chi phí đi cũng được 800 tới 900 nghìn đồng 1 kg khô. Đẹp đấy, sấy vậy đẹp. Nấu cơm ăn đi. À, về nấu 10 giờ rồi à? Vâng, cô chờ cháu tí. Thế thôi, cháu xin phép chú để bây giờ cháu về để cùng nấu cơm với cô Hồng ạ. Cháu chào chú ạ. Người Quan Lạn có câu, ăn cơm theo còn nước. Bữa tối của các gia đình ở Quan Lạn thường bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều. Nào, đêm về chúng có ăn tiếp không ạ? Có chứ. Ăn một lúc thôi thì cháu đã thấy no lắm rồi ạ. Hầu hết các bữa cơm tối của các gia đình ở tại Quan Lạn thì đều diễn ra vào khoảng 4 đến 5 giờ chiều. Đây là thời điểm mà các cô, các mẹ sẽ chuẩn bị những bữa ăn để cho những người đàn ông có thể ăn cơm sớm để đi làm công việc chính của mình. Vậy thực sự là công việc của những người đàn ông ở đây là công việc như thế nào và tại sao họ lại không tham gia đào xá sùng? Thì hãy tiếp tục cùng tôi và chú Vấn tìm hiểu câu chuyện này. Liệu có ngã được không hả chú? Và... Tôi đến nơi rồi. Vâng. Nhanh, tôi tìm tới nước rồi. Vâng.
Hiện tại thì tôi đang có mặt tại bến cảng Đông Hồ, nơi mà neo đậu chủ yếu tàu thuyền ra biển đánh cá của những người đàn ông quan lạn. Và đây cũng chính là công việc chính của những người đàn ông nơi đây. Đi biển là một công việc nặng nhọc và rất là nhiều nguy hiểm, bởi thế mà nó dành cho hầu hết những người đàn ông tại vùng biển này. Và buổi chiều ngày hôm nay thì tôi tiếp tục có một trải nghiệm thú vị nữa, đó là cùng ra khơi trên chiếc thuyền của gia đình nhà chú Vấn, cô Hồng. Hôm nay con nước rất là lớn mà nó chạy rất mạnh, nhưng mà đi cầu mong đây đi được một chuyến ra khơi về và được bội thu. Dạ vâng ạ, nước lớn thì là không có cá hả chú? Còn rất kém, nước chạy mạnh. Nhưng mà biết đâu vận may của cháu và chú ngày hôm nay thì lại có nhiều cá thì sao ạ? Chúng ta lên tàu luôn thôi ạ. À, đúng rồi, vâng. Cầu mong như thế. Vâng. Bây giờ là hơn 5 giờ chiều và cũng là thời điểm mà hoàng hôn trên biển Quan Lạn là thời gian mà đẹp nhất của biển Quan Lạn. Và tôi với cùng với chú Vấn đã bắt đầu ra khơi, và tàu của chú Vấn cũng là cái tàu đầu tiên mà khởi hành. Và tiếp sau đó thì các chú và các anh cũng đã chuẩn bị ra khơi hết rồi đúng không chú? Vâng, và bây giờ chúng ta đã có thể dùng cái lưới cụ này để đánh cá luôn chưa chú? Chạy ra đánh nơi là tầm chập tối rồi đấy. Tại sao lại phải đánh luôn ạ? Khi mà trời sáng như thế này thì mình sẽ dễ bắt hơn không? Buổi sáng thì cá nó nhìn nguyên. Theo dự đoán của chú Vấn, hôm nay sẽ khó để có một ngày ra khơi đánh bắt bội thu bởi con nước rất lớn. Không chỉ đào xá sùng, đánh bắt cá tại Quan Lạn cũng phụ thuộc rất lớn vào con nước. Những ngư dân ở đây chủ yếu đánh bắt xa bờ với lưới cụ dài khoảng 2.000 mét. Những ngư dân mất khoảng hơn 1 giờ đồng hồ để buông lưới. Mỗi chiếc thuyền như thuyền của chú Vấn sẽ thả lưới dài khoảng 2 km. Trên lưới sẽ có những cốt phao đèn chiếu sáng để đánh dấu điểm đầu, điểm cuối. Sau khi thả lưới, đoàn chúng tôi sẽ có thời gian nghỉ ngơi trên thuyền khoảng 1 giờ đồng hồ. Anh Hào ơi, ở đây thì thường thường là mọi người đi biển, những người đàn ông ấy, ở Quan Lạn thì sẽ đi biển đến năm bao nhiêu tuổi ạ? Bây giờ nói chung là cái đi biển này mình không kể được thời gian tuổi ra. Có khi những ông 50-60 tuổi vẫn đi làm. Đấy, còn thì nếu mà mình mà có điều kiện thì mình nghĩ sớm, mà không có điều kiện mình vẫn đi làm. Bởi vì mình sống ở đất này thì đấy, bạn ra xem biết đấy, bốn bề đều là biển nữa. Đấy, mình sống đây là người phụ nữ thì đi cũng đi biển, đào dây sùng, đàn ông đi biển. Thế thì biển nó vất vả như này, tại sao mình cũng không đi đào xá sùng hả anh? Okay, mình đào không được dõi bằng chị em phụ nữ. Phụ nữ là dày sức đào dõi, một ngày sới mấy tấn đất ấy nhờ. Nhưng mình chỉ đào một dạo thì mình ngại thì nhảy về. Vâng, và có lẽ là chắc là đi biển nó cũng thành thói quen của mình rồi đúng không chú? Cái này là đúng cái rồi. Nghề của mình làm cái gì phải yêu nghề. Vâng. Mỗi chuyến ra khơi, những ngư dân như chú Vấn sẽ mất từ 5 đến 6 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển. Nhưng không phải lúc nào cá tôm cũng đầy thuyền. Ngày hôm nay, như đã dự báo, vì con nước lớn, mẻ lưới dài hơn 2.000 mét, kéo liên tục hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng chỉ được gần 20 cân cá, tương đương gần 300.000 đồng. Số tiền đó chỉ vừa đủ tiền xăng cho chuyến tàu. Nhưng dù ít, dù nhiều, số cá này cũng được chia đều cho các thành viên trên tàu để ăn hoặc bán ngoài chợ. Cuộc hành trình trên biển khiến tôi hiểu hơn về sự khó nhọc của những người đàn ông miền biển khi mọi sự được mất đều lênh đênh theo con nước. Thế nhưng, mỗi đêm, biển Quan Lạn chưa bao giờ vắng ánh đèn của những con tàu đánh cá ra khơi, mang theo hy vọng về những chuyến tàu đầy cá tôm. Và đằng sau họ luôn có hậu phương vững chắc là những người phụ nữ bền bỉ, khéo léo, gắn bó với chiếc mai đào xá sùng. Cứ thế, những ngư dân sinh ra từ biển, gắn bó với biển, mong ước một cuộc sống bình yên trên hòn đảo quê hương.